Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến. Tại thị trường Việt Nam, Lexus RX luôn là mẫu xe sang nhận được rất nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng khi muốn sở hữu một mẫu SUV đa dụng sang trọng, tiện nghi và phù hợp với nhiều địa hình. Đây cũng luôn là dòng xe bán chạy nhất của thương hiệu xe sang đến từ Nhật Bản tại Việt Nam. Phiên bản nâng cấp của Lexus RX được chính thức giới thiệu tại Việt Nam trong khuôn khổ Việt Nam Auto Show 2019 diễn ra vào cuối tháng 10 năm 2019. Lexus giới thiệu đến 4 phiên bản khác nhau bao gồm RX300, RX350, RX350L và RX450H. Trong số 4 phiên bản trên, người tiêu dùng tại Việt Nam thường quen thuộc với RX350 bởi đây chính là phiên bản RX đang lăn bánh nhiều nhất tại Việt Nam. Về thiết kế, ngoại thất của RX350 vẫn duy trì vẻ mạnh mẽ và thể thao, trong khi đường gân dọc hông xe sẽ được tái thiết kế mang đến cho RX một vẻ ngoài mượt mà và thống nhất hơn, nhấn mạnh ngôn ngữ thiết kế mới của Lexus. Mâm xe của RX350 với thiết kế cá tính, trẻ trung, mang lại vẻ thanh lịch và quyến rũ trong từng chuyển động. Các nhà thiết kế đã kết nối phần cản dưới với phần chắn phía sau, đồng bộ với tạo hình cửa sau khu vực cột xe, tạo nên một diện mạo mới sang trọng, mạnh mẽ và khác biệt. Ngoài ra, bằng cách đưa vào các chi tiết như trục ống xả hay tấm che gầm làm nổi bật độ rộng của chiếc xe, điều này đã thực sự mang đến một vẻ ngoài thể thao, cá tính cho phần đuôi xe. Lưới tản nhiệt hình console đặc trưng của Lexus được tạo điểm nhấn với các họa tiết hình chữ L cách điệu và viền thiết kế mới với cạnh cản trước mang đến một hình dáng thống nhất. Đèn trước mảnh kết hợp với cụm đèn hậu phía sau được thiết kế hình chữ L đặc trưng, đem lại vẻ ấn tượng sắc sảo cho ngoại thất của xe. Tiến vào bên trong, nội thất của RX350 với chiếc ly lấy người sử dụng làm trung tâm, bảng táp lô gỗ Shimamoku, ghế bọc da sơ mi Anilai cao cấp với vô lăng 3 chấu thể thao được trang bị nhiều phím bấm tiện ích, màn hình trung tầm 12,3 inch, màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió HUD kích thước lớn, đường chỉ khô kết hợp với ánh sáng từ hệ thống đèn trần cảm ứng tạo nên không gian sang trọng vào buổi tối. Hàng ghế thứ hai trên Lexus RX350 rộng rãi cho 3 người ngồi, bọc da cao cấp đục lỗ thông hơi và có khả năng điều chỉnh điện hiện đại. Cửa gió điều hòa riêng biệt cho người ngồi sau, 2 cổng sạc, cho thiết bị thông minh, bệ tì tay tích hợp khay để cốc và ngăn để đồ. Xe cũng sở hữu cửa sổ trời dành cho khoang lái. Ngoài ra, Lexus RX350 cũng được kế thừa và phát triển những tính năng an toàn nổi bật từ các thế hệ trước như hệ thống cảnh báo va chạm khi lùi RCTA, hệ thống cảnh báo điểm mù BSM và hệ thống theo dõi cảnh báo áp suất lốp TPWS, hệ thống ổn định thân xe VSC, 10 túi khí SRS tiêu chuẩn, hệ thống cho tự động thích ứng AVS cùng thay đổi trong khung gầm và thân vỏ giúp giảm độ trễ và tăng khả năng xử lý chính xác khi xe vào cua mà vẫn giữ nguyên sự yên tĩnh và êm ái vốn có của RX350. Lexus RX350 được trang bị khối động cơ V6 3.5 lít sản sinh công suất tối đa 296 mã lực tại 6.300 vòng phút và mô men xoắn cực đại 370 mã lực tại 4.600 đến 4.700 vòng phút. Hộp số tự động 8 cấp giúp xe có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 7,9 giây, tốc độ tối đa 200 km/h. Xét một cách tổng thể, Lexus RX350 là cái tên sáng giá nhất của dòng crossover thể thao cỡ nhỏ. Ngoài ra, chọn Lexus RX350 thường là những người trẻ tuổi, yêu thích một mẫu xe với thiết kế trẻ trung, thể thao cùng cảm giác phấn khích sau vô lăng với chế độ lái thể thao S+. Lexus RX350 xứng đáng là phiên bản đáng chọn nhất trong dòng RX tại thị trường Việt Nam. Trên màn hình mà quý vị và các bạn đang xem là chiếc xe Lexus RX350 2020, chiếc xe được đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Với ngoại thất là màu trắng, nội thất được kết hợp giữa màu nâu và màu kem rất đẹp và sang trọng. Chúng tôi cam kết chiếc xe không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản và còn rất mới, được bảo hành và bảo dưỡng theo định kỳ. Quý vị và các bạn có thể kiểm tra xe tại bất kỳ đại lý hay gara nào mà quý vị và các bạn muốn. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá hơn 4 tỷ đồng, vẫn bán trả góp. Quý vị và các bạn chỉ cần phải trả trước 30% giá trị xe, số còn lại là 70% quý vị và các bạn trả đều trong 5 năm, với lãi suất ưu đãi, thủ tục rất nhanh chóng và đơn giản. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip,
đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn! Mm-hmm.